Xin chào tất cả anh em cầu thủ đam mê cá tại mình đâu quất. Hôm nay tục anh em một clip gồm 14 cây câu anh em, 14 cây là 14 cây câu một khúc hàng cho anh em lua, không thôi câu di biển, lua biển. Rồi, điểm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán cái hàng lỗi một trong clip anh em đó, xem cho lại. Rồi, cảm ơn anh em. Nhất mình tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho người là một cây hàng nội địa hàng một khúc nha anh em. Anh em, thôi là thôi carbon Carol. Thì cây này độ cứng M nha anh em, độ cứng M dài 2m04. Bass là bass Pussy tam vàng. Cây này là một cây của hàng hot Nafertis. Thì fan là fan ship nha anh em, fan ship mấy ngang fan bấm. Nguyên bộ fan ship luôn nha anh em. Hàng một khúc. Đó. Thì cái này độ cứng này thì chuyên cho anh em đi săn hàng, đánh lốc, đánh giá thật. Độ cứng cái M dài 2m04 đó. Thì độ cứng cái M thì nó tải mồi ra tầm khoảng 7g đến 21g, nặng là 120g. Đọt là đọt cái này là 1 ly 5 nha anh em, đọt 1 ly 5, buộc trong sắn luôn, buộc trong sắn bullshit luôn nha anh em, fan ship bullshit luôn. Thì cái này độ mới nó ra tầm khoảng 95% nha anh em, còn rất là mới luôn. Cái này anh em lên mạng sạch giá nó ra tầm khoảng đâu đó cần 10 triệu từ Việt Nam á. Hàng này hàng một khúc nha anh em. Đó. Phôi rất đẹp, bát rất là đẹp luôn. Rồi, giá công khai cây thứ nhất giá 1 triệu 4 cộng ship nha nè. Đó. Còn túi luôn nha nè. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em đang cho người là một cây cần của Minecraft. Đó. Thì Minecraft Lancer. Nè. Thì cái này dài 2m1, độ cứng H nha nè. Đó, độ cứng H. Thì độ cứng này chuyên cho săn hàng, hàng này hàng một khúc nha anh em, hàng một khúc. Minecraft bát là bát Fuji Minecraft nha anh em. Cái bát sơn rất là đẹp luôn, nó phôi carbon, phôi bông. Fan là fan sheet nha anh em, fan first sheet cánh bóm. Rất là đẹp nha anh em, bu là bu sheet trong sắn luôn nha mọi người. Thì độ cứng H thì chuyên cho săn hàng, đánh lắp bông đó, rất là cứng nha mọi người. Cây một khúc đó, anh em về có thợ thì anh em bảo cắt thành hai khúc cũng rất là ok nha. Thì cái này nặng là 180g, đọt dài là 2m1, đọt là 1 ly 7, tải mồi từ 10 đến 42g, tải dây từ 2 đến 25 lb. Giá công khai vẫn là 1 triệu 4 cộng ship nha nè. Cái số 3, 1 triệu 4 cộng ship. Phần ship nha nè. Thì mấy con này thì anh em báo em chụp cận cảnh lên cho nha. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 là lên cho người một cây tay qua quân hợp của Helen. Kết lên gì đó. Thì cây này dài 1m68 nha nè, dài 1m68. Tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 17 lb. Đó. Cây này độ cứng M. Hàng trên đánh lóc nha anh em, đánh lóc đánh chẽm. Đó. Anh em thông số đây, nó dài 1m67. Đó, một khúc nặng là 900 nặng là 95g, đọt là 1 ly 7. Đó. Góc đây. Nó thông số đầy đủ nha anh em. Giá nó bán tại Nhật ra tầm 20.000 yên, 20.000 yên ra tầm khoảng gần 4 triệu rưỡi từ Việt Nam nha. Đó. Cây máy ngang. Máy ngang, cán là cân bằng. Đó. Nhìn cực kỳ sắc nha nè, bắp tay qua. Đó. Tay qua bắp thẳng. Cây cực kỳ nhẹ luôn. Đó. Nè, hàng đây nè. Đó. Thì cái này hàng được sản xuất tại Thái Lan nha nè, hàng sản xuất tại Thái Lan. Đó. Thì hàng Thái Lan thì nó cũng không thua gì hàng Nhật đâu nè, rất là chắc luôn. Fan là fan ship nè, fan ship. Độ cứng là độ cứng H. Fan ship còn rất là mới nha mọi người. Cần còn rất là mới luôn. Cần một khúc nha anh em, một khúc. Hàng này về săn hàng nha anh em, săn hàng. Đánh lóc, đánh giá thiệt. Độ cứng M. Rồi, giá công khai cây số 3 vẫn là 1 triệu 4 cộng ship. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 lên cho người là một cây cần đai qua. Bát là bát Fuji. Cây này cây đai qua rock. Phôi sáng ít nha nè, phôi sáng ít. Cây này hàng đai qua China xuất Nhật. Đó.
Cái này dài, rồi cái này dài 2m8 nha anh em, dài 2m8, nó độ cứng là ML. Thì hàng này để anh em đánh lóc nè, đánh đánh chẽm sân hàng, dạng đánh lóc thì anh em đánh lóc màu giả cho nè, và anh em đi câu mực rất là ok. Đọc đây đó, test luôn, phô là phô sân ít nha anh em, phô sân ít, phen là phen Fuji lỗ xít nha anh em, phen Fuji xít, phen rất là đẹp, phôi rất là ok nè, bu bu chống sắn bu xít luôn. Hàng ngoại hình rất là ok nè, cái này đổ mới cái mặn 93-95% nha, phôi sắn ít. Hàng đây qua phen đây nhìn rất là ok nha. Thì cây này giá là 1.400.000, nặng là 100g, dài 2m08, gần 2m1 nha anh em, đọt là 1 ly 5, tải mồi từ 3.5g đến 10.5g, tải dây từ 5 đến 10 lb, giá công khai là 1.400.000 cộng ship nha anh em. Đó, cái số 4 1.400.000 cộng ship. Tiếp theo là cây số 5, cây số 5 em lên cho người một hàng thương hiệu, hàng Fanbit, một thương hiệu của Mỹ nha anh em. Đó, Fanbit, cán là cán bằng, cán là cán bằng, bát tập bát hãng, con này bàn. Thì cái này dài 1m75 nha nè, dài 1m75, hàng sản xuất tại Taiwan đó, anh biết. Thì cái này sở hữu bộ phen là bộ phen gold sheet nha nè, phen gold sheet lỗi sheet luôn nha anh em, rất là bóng luôn. Phen gold nhẫn, phen gold nhẫn là 30 nha nè, phen được 3 là 30 lỗi sheet, ăn tiền bộ phen nha mọi người. Phen này thì ăn tiền bộ phen luôn, dài 1m75, hàng này hàng dài chim nên đánh lóc như này, đánh lóc đánh chẽm lưu cá suối, test đầu cộng cho anh em xem đó. Phôi phan viết thì bao chắc như này đó, cái độ cứng ngân lờ đó, độ cứng ngân lờ nha mọi người, anh em về câu cá bóng đục cũng được, rất là ok nè. Nhìn bộ phen viết nè, bộ phen ship nhìn từ xa rất là chắc nha đó. Thì cái này nặng là 100g, dài 1m75, đọt là 1 ly 8, tải mồi từ 3.5g đến 8.75g, tải dây từ 2 đến 8 lb, giá công khai cây số 4, giá công khai là 1.400.000 cộng ship nha anh em. 2, 3, 4, giá công khai cây số 5 nha anh em, giá công khai là 1.400.000 cộng ship nha. Đó, cây số 5 1.400.000 cộng ship, khen đẹp nha mọi người, càng không lỗi lầm gì hết, cây một khúc nha anh em, một khúc. Tiếp theo là cây số 6. Tiếp theo cây số 6 nha anh em. Đó, tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 là một hàng thương hiệu nội địa nha anh em, thương hiệu nội địa. Phen là phen gold sheet, cán là cán bằng. Thì cây này là một cây Scorpion của Shimano nha anh em, Scorpion của Shimano. Thì hàng này hàng nội địa nha anh em, hàng Japan, mã code đầy đủ nha. Đó. Thì cây này độ cứng là độ cứng ra tầm khoảng H nha anh em, MH nha anh em. Độ cứng M. Tầm khoảng H, tải mồi từ 7 đến 28g nha nè. Đó, dài một dài là 6 feet 6, tầm khoảng 1m98 nha nè. Đó. Cây máy đứng nha nè, máy đứng. Đó. Thì ngoại hình cái này ra tầm khoảng 93-95% nha nè. Đó, fan shift là shift gold luôn nha nè. Đó, gold shift luôn. Fan shift lỗi. Lỗi gold nha nè, lỗi gold shift luôn. Bộ fan này ăn tiền ngay, lụm bạc. Bộ phen rất là chắc nha mọi người. Độ cứng tầm MH nha mọi người. Đó. Thì tải mồi nó được tới 7 đến 28g lận. À, đánh giá thật nha đây, đánh giá thật. Lô chẽm, lô lóc, lô mú. Đó, câu cá nhồng. Thì cái này nặng là 140g, dài là 1m98, đọt là 1 ly 5. Tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 8 đến 16 lb. Đó. Con bò cạp, hàng cực kỳ chắc nha anh em. Đó. Chắc khỏi bàn. Hàng một khúc nha anh em, hàng một khúc. Bát là bát. Bát thẳng nha anh em, hàng nguyên zin nha, không độ chế. Rồi, giá cũng khai cây số 6, giá 1.600.000 cộng ship nha. Đó.
hàng bao chắc. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho người là một cây cần của Cbass. Đó, hàng của Cbass nha em. Thì cây này 36 feet ML. Thì cây này dài cũng là 1m98 nha em, dài 1m98. Độ cứng là ML. Đó. Thì cây này khá là dịu, nó tải mồi rất là nhẹ luôn nha, tải mồi từ 0,4 g đến 0,4 g đến 7 g, tải dây từ 21 đến từ 2 đến 6 lb thôi nha. Đó. Từ 2 đến 6 lb thôi. Cần cực kỳ đẹp luôn. Cắn 3 phút đời cao, bát là bát hãng. Tem anh em. Đó, hàng China xuất Nhật nha mọi người. Fan là fan thường anh em, fan thường, fan Fuji thường. Fuji thường nha mọi người. Bofusi luôn nha anh em, Bofusi. Cây dạng khá dịu anh em, dạng anh em luôn cá suối, cà phê. Đánh lóc thì anh em đánh màu giả thôi nha anh em. Test độ cong cho anh em luôn nè. Dạng què anh em đánh cảm giác thì rất là ok luôn. Đó. Thì giá công khai cây số 7 giá là 900k cộng ship nha anh em. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 lên cho người là một cây cần của Daiko. Đó, hàng Daiko này, hàng Daiko China xuất Nhật nha anh em. Đó. Phôi Daiko thì là phôi hay da anh em. Đó. Anh thấy nó sáng nhất ở trong nè. Đó. Thì cây này cán cũng là cán 3 khúc, hàng Daiko. Đó. Thì bát là bát Fuji nè, bát Fuji, cây đời cao nha anh em. Thì đa phần những cây Daiko mà Daiko cũ á, hàng hồi xưa á, thì hàng của Nhật sản xuất, bây giờ nhà máy nó chuyển qua hàng China anh em. Đó. Thì độ cứng là độ cứng ML. Đó. Cái thông số tải mồi này, nó tải mồi từ 5 đến 35 g, tải dây từ 8 dây BE từ 0.8 đến 1.5. Tải 6 đến từ 6 đến 10 lb anh em. Đó. Thì cây này dài là 2m07 nha anh em, dài 2m07. Phôi là phôi hai da, phôi sắn hai da nha anh em. Phen là phen bóm. Đó. Phen bóm xít nha anh em. Phen bóm xít. Đó, bóng lưỡng nha. Nha, phôi hai da nha. Đó. Bô chống sắn. Đó. Hàng rất là chắc nha mọi người. Dạng cái này anh em về lua lóc. Đó, rất là ok luôn. Độ cứng ML. Thì cái này nặng là 130 g, dài 2m07, đọt 2 ly, tải mồi từ 5 đến 35 g, tải dây từ 0.8 BE, 0.8 1.5 BE, 6 đến 10 lb. Đó. Anh em về lấy dít cũng được, lấy dít cũng rất là ok nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây số 8 giá vẫn là 1,4 triệu cộng ship nha anh em. Tiếp theo là cây súng 9. Cây số 9 em lên cho người là một cây cần cắm hàng một khúc, hàng phen là phen phen lá xếp biển nha nè. Đó, phen lá biển. Phen lá xếp nha nè. Đó. Một khúc phen lá. Bu là bu chống sắn. Hàng của Mamiza nha nè, hàng của Mamiza, hàng này hàng của Bangladesh xuất Nhật nha. Đó, cây này dài 1m8. Hàng một khúc. Bát tầm bát Fuji. Đó, bát của Mamiza luôn, bát hãng. Khá là chắc. Bắt hãng nha mọi người. Cây này độ cứng nó ra tầm khoảng 50 nha nè. Đó. Đọt cái đây. Nó đọt có thể em bè nó cong hình chữ C nha nè. Đó. Rất là cảm giác nha anh em. Độ nảy nó cực kỳ cao luôn. Đó. Thì cái này nặng là 220 g, đọt là 1.8. Cây số 9 giá công khai là 1,4 triệu cộng ship nha nè. Tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 ở đây cho người là một cây cần một khúc, hàng cho anh em rít nha anh em, cây rít. Thì cây là một cây may ráp nha anh em, cây may ráp. Đó, hàng con rít cho anh em. Đánh sình dây biển. Đó. Anh em có thể đánh đi cá lóc, lua cá lóc cũng rất là ok, chân hàng.
Thì cái này là cây may rắp, cán là cán ba khúc, cán đời cao, bát là bát thu si nè, phen là phen ca đó, phen ca, phen R3 là phen ca anh em. Phen ca xít như nè, phen chân là phen bóm nha mọi người, bóm đời cao, bô là bô chống sắn. Fuji hết nha mọi người, nó phen ca Fuji luôn nè, bộ phen cực kỳ đẹp nha. Đó đây, để từ xa bộ phen là rất là ok anh em, nó rất là đều cây cặn luôn. Thì cây này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, dài 1m8, lua từ 8 đến 150 gram, phải dây be từ 1.5 đến 3 nha anh em, hàng may ráp, dài 1m8. Thì cái này anh em đánh CG biển không thay, đánh nhái thật, lua đánh lóc cừng sân hàng đó. Rồi giá công khai cây này là 1,8 triệu nha, 1,8 triệu cộng ship cây số mừng, cây này nặng là 170 gram, đọt dài 1m8, đọt là 2 ly 5. Đó, tiếp theo cây số 11, cây số 11 đem lên trong người một dòng cần của Abu, hàng của Abu nha nè. Đó em Nautic, đó một cây hàng của Abu, hàng sân hàng nha em, nó cây sân hàng của Abu, cây vẫn là một cây một khúc, một khúc Abu, phen là phen bóm xít nè, phen đề ba bóm ngược nè anh em, phen đề ba 40 luôn nha anh em, đó khá là bự, đổi xít nha anh em, phen bóm, phen dẫn này là hết 30 rồi, phen cực kỳ bự luôn, to chà bá luôn, bu bu chống sắn, bu xít luôn. Đó. Nautic. Một phen cực kỳ chắc luôn nè. Test cho anh em, test tàu tông cho anh em luôn nè. Vì anh em câu dít thoải mái. Thằng Abu. Thì cái này nè, cái này nặng là 220 gram, dài 1m98, đọt là 2 ly 5. Cái tải mồi từ 10.5g đến 35g, tải dây từ 8 đến 16 lb cho anh em. Đó. Dạng cái này dạng anh em đi lua anh em, lua. Cái này tải lua. Đó anh em lua biển nè. Đó. Anh em câu dít cũng rất là ok. Câu dít thì cái này khá là dịu nè. Đó. Sân hàng. Rồi, giá công khai cây số 11 giá là 1,8 triệu cộng ship nha anh em. Đó. Phen khỏi chê đâu hết. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 bên trong người là một dòng cần của Daiwa Phantom. Đó. Daiwa Phantom. Thì cây này của Thái Lan xuất Nhật nha anh em, Thái Lan xuất Nhật mà có đầy đủ. Phen là phen chân cao, phen xít. Nè. Phen khả chả chê đâu được. Đó, phen chân cao, phen xít nè. Dạng cần dít biển, câu lua lóc, sân hàng. Đó, cây vẫn là cây một khúc. Thì cây này nặng là 220 gram, dài 1m68, đọt là đọt 3 ly. Cây này tải mồi từ 90 đến 180 gram, tải dây be be số 4, bát là bát Fuji. Đó. Phen là phen Fuji xít, phen chân cao. Phen còn ok hết nha mọi người, không lỗi lầm gì hết. Bô bô chống sắn. Mọi thứ ok hết. Hàng Daiwa Phantom BR. Đó, dạng đánh zin si biển nha anh em. Đó đây. Zin si biển từ 90 đến 180 gram nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây số 12 giá vẫn là 1,8 triệu cộng ship. Tiếp theo là cây số 13. Cây số 13 vẫn là một cây Phantom biển, thì cây này dài hơn một tí nha anh em, dài hơn một tí. Phantom biển. Đây qua phong tâm nè anh em. Đó, phong tâm. Vẫn là đây qua, hàng Thái Lan là hàng Thái Lan, hàng Thái Lan xuất Nhật nha anh em. Đó. Cái dài hơn mà nhỏ gọn hơn nha anh em, nhỏ gọn thon hơn. Phen nó là phen xít, phen chân cao. Đó. Đọt dịu hơn nha anh em, đọt dịu hơn nè, test cho anh em xem luôn. Bán hàng chịu khó test luôn. Đó. Phen xít, phen nó là phen xít nha anh em. 60. Phen xít là 30 anh em. Đó. Phen chân cao. Bu vẫn là bu xít luôn, bu xít trong sáng.
đó. Thì cái này dài nặng là 20, nặng là 200 g, đọt là một, cái này dài 1m78, đọt là 2 ly 5, tải mồi từ 30 đến 120 g nha anh em đó. Be từ be số 3 anh em, xin gì từ 30 đến 120 g đây đó, hàng Thái Lan xuất Nhật, hàng dây dứt biển anh em đó. Khỏi che đâu, hoặc test cho anh em xem nè, độ dịu độ nảy nó rất là phê nha anh em đó. Rồi, giá con hai cây số 13, giá vẫn là 1,8 triệu cộng ship. Tiếp theo là cây số cuối cùng, cây số 14. Cây số 14 là một cây hàng của hàng nội địa, hàng reo nè, reo. Thì cây này là bát, là bát Fuji, bát là bát gỗ đây nè. Đó, nhìn khá là chắc nha. Cái này anh em đánh lâu ngày nó bóng lên. Đó, nhìn chắc cực kỳ luôn. Đó, chắc như nước cắt luôn. Phèn nội địa nè, Japan. Thì cây này dài là 1 mét, cái này dài 1m8, nặng 180 g đó nè, dài 1m8, nặng 180 g. Cái này lô mát là 40 g nha anh em, lô mát là 40 g. Tải dây từ 8 đến 16 dB, tải mát rắc là 3 kg nha anh em, nhắc bổng là 3 kg, phen là phen cao đó, phen full sheet cao, phen xám nha anh em, hàng nội địa nha mọi người. Đó, nguyên bộ con chết luôn. Bu là bu xít môi chày anh em, bu xít môi chày đây. Đó. Khá là mảnh nha anh em, dạng bánh rất như tia biển. Nó test cho anh em luôn nè. Đó. Hàng khá là chắc nha mọi người. Nó ngoại hình rất là ok luôn. Rồi, cái này giá công khai 1,4 triệu cộng ship nha anh em. Đó, cây số 14. Rồi, đó tổng cộng 14 cái cặn em ra cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt để em soi lại, tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.